Wow, và chúng ta có một chiếc xe tải đang đi trong cái khu rừng khổng lồ luôn, nó đang lội qua những cái đám sình lầy các bạn. Ủa gì đây, nguyên một con Mosasaur nó đang ẩn nấp trong cái đầm lầy này rồi các bạn ơi, rất là to lớn luôn. Ủa, các bạn thấy một chiếc xe tải khổng lồ rồi, xe tải chở rất là nhiều cái loài động vật, có hà mã này, có ngựa vàng luôn đây các bạn. Wow, có vậy con Mosasaur đó là đánh chủ ý vào chiếc xe khi chiếc xe bị mắc kẹt trong cái đầm lầy rồi. Wow, này tiến tới và nó lật luôn chiếc xe tải khổng lồ luôn rồi các bạn, rất là mạnh luôn. Wow, đang điên cuồng mà nó mở cái lồng ra rồi các bạn ơi, quá là mạnh luôn này. Điên lật tung cái lồng luôn kìa, wow, lật hết lồng mà lôi con ngựa vàng ra trước rồi các bạn. Đấy, có vẻ như đây là những cái bữa ăn của nó đây các bạn ơi. Điên cuồng cái xe mà nó đang không được bắt đầu nó to bên trong. Lật cái xe, nó lật sao cái xe nó bật dậy luôn rồi các bạn. Quá là mạnh luôn kìa. Một sợi sợi khổng lồ rất là mạnh luôn. Rồi các bạn, như con ngựa vàng không thể phát được rồi các bạn ạ. Rồi ăn rất là nhanh luôn đó. Ăn con ngựa vàng cực kỳ nhanh luôn kìa. Wow, nó ăn luôn cả con hà mã rất là lẹ luôn. Nó này rất là đói rồi. Rồi chỉ còn chiếu hà mã nhỏ xíu đây rồi. Các bạn như là nó sẽ ăn cho mình một sợi sợi rồi. Rồi rồi tung chiếc xe luôn, nó vẫn không ai như chiếc xe các bạn ạ. Cuồng lao vào chiếc xe rồi đó, bắn chiếc xe luôn, quá là mạnh như một chiếc tổ ngồng khổng lồ như vậy. Wow, nó thề nó cười lầy lũ luôn. Đi rồi các bạn à, có vẻ như sau khi khủng long nó đi thì chúng ta lại đi tới được một cái vùng đất rất là nhiều cái loài khủng long khác nhau luôn này. Wow, chúng ta có gì đây, một con Indoraptor các bạn ơi. Wow, sở hữu một cái lớp vảy trên người nè, nhìn như những cái gai đâm ra rất là đẹp luôn. Wow, cái tay nó có những cái gai luôn nè, cái răng rất là chắc chắn nha, nhìn rất là sắc bén luôn, rất là đẹp luôn. Wow, đây là một loài khủng long chuyên săn mồi về đêm. Đấy, rất là cứng luôn, mô hình của nó rất là đẹp luôn nha, nặng cực kỳ luôn. Wow, nhìn nó bước đi kìa các bạn, nhìn như một con quái vật ngoài hành tinh chứ không phải là khủng long nữa các bạn, nhìn nó đi nhìn ghê chưa kìa. Chúng ta có gì đây, một con Spinosaurus. Wow, chú khủng long sở hữu những cái vảy trên lưng rất là to luôn. Đâu cái vảy lưng của nó kìa, nhìn như một cánh bướm mà cái răng kìa, miệng rất là nhiều răng luôn các bạn. Wow, cánh tay thì lại khá là dài, sở hữu rất là nhiều cái gai trên xung quanh người đó luôn kìa. Đấy, đây là một loài khủng long chuyên bắt cá rất là giỏi vì cái miệng rất là dài luôn, thuận lợi cho việc bắt cá nha. Mà nó cũng ăn thịt nữa nha các bạn. Đấy, to lớn gần bằng cả con Tyrannosaurus luôn. Cái lớp gai rất là nhọn đang nhô ra nè, cầm rất là đã tay luôn. Mô hình của nó cực kỳ đẹp. Wow, có vẻ như con Binosaurus thì chúng ta nó không có nhiều cái gai như vậy rồi các bạn. Nhìn nó không có gai luôn á chứ. À, chúng ta có một con Mamenchymosaurus. Wow, một loài khủng long sở hữu một cái cổ dài gấp đôi con Rachio luôn. Cái miệng nó mở ra khá là cứng các bạn. À, mở ra được rồi các bạn. Miệng con khủng long ra chui Mamenchy này mở ra được rồi. Wow, nhìn kìa, nó có bấm cái đuôi của nó mà nó giật cái đầu xuống rất là thú vị luôn này. Hay chưa kìa các bạn. Wow, đã chưa rồi. Bấm liên tục rồi nó giật cái đầu xuống này. Đấy, là khủng long này có thể lên đến 50 đến 70 mét tấn lần các bạn. Rất là nặng và to lớn luôn. Lại sở hữu mấy cổ rất là dài nữa các bạn. Wow, các bạn thấy chưa, cái cổ nó dài chưa kìa, đó cực kỳ dài luôn. To chưa. Tiếp theo chúng ta có một con Brachio đây các bạn. Vừa nhắc Brachio là chúng ta có Brachiosaurus, mô hình được làm bằng chất liệu nhựa cao su rất là nhẹ luôn. Wow, nhìn kìa, bộ khủng long cổ dài không kém, nhưng mà con này chỉ nặng từ 20 đến 30 tấn thôi nha, nhỏ hơn so với con Mamenchy rất là nhiều. Cái cổ nó bẻ được luôn này, hay chưa các bạn. Mô hình khá là chắc chắn luôn. Wow, nhìn nó đi trong cái khu rừng khổng lồ các bạn, đứng bằng cái cây dừa sau lưng luôn kìa, to chưa kìa. Ở đây chúng ta có một con Triceratops màu xanh lá cây rất là lạ luôn. Wow, một con tam giác long với những cái sừng nhô ra rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn những cái chi tiết trên người nó đi. Wow, sở hữu một khuôn mặt hình tròn các bạn, với những cái lằn đen trên người kìa, đẹp thật sự luôn. Một khuôn long đó là khá là đẹp luôn đó, nó làm rất là chi tiết tỉ mỉ luôn này. Ôi, khá là mềm, bên trong có vẻ nó như bị rỗng, cái sừng rất là nhọn này. Wow, đang chạy rất nhanh trong cái làn nước các bạn. Wow, chạy nhanh cực kỳ luôn nha.
Ê, chúng ta có một chú Dracoret, một loài khủng long khá là nhỏ luôn. Wow, thuộc họ ba chi, một loài khủng long mà có bộ sọ khá là cứng. Mô hình được làm bằng Lego màu đỏ xanh, rất là lạ luôn. Wow, nó có hai cái sừng đằng sau rất tốt lắm nha, rất là lạ luôn nha. Ai, Dracoret chúng ta đây đó, đang đi. Ui, nó đi mà mặt nước mà nó gần hết người nó luôn các bạn. Có vẻ con này nó rất là nhỏ luôn. Iguanodon, một con khủng long thuộc bộ móng guốc. Wow, chú khủng long sở hữu những cái móng guốc bằng hai tay trước, rất là lạ luôn. Hai chân sau của nó dùng để trụ để cho hai chân trước nó nhấc lên và nó ăn những cái lá cây, nó hái những cái lá cây, rất là hay luôn. Đấy, loài này phát triển cơ bắp chân sau rất là cứng luôn các bạn thấy chưa. Nó đang uống nước kìa các bạn, lạ chưa kìa. Tiếp theo chúng ta cũng một con ngựa vàng rất là đẹp luôn. Wow, mô hình ngựa vàng mà nói lời rất là lạ luôn nè, sở hữu những cái vàng rất là hay luôn. Nhưng có vẻ như mọi ngựa vàng này nó không có đúng vậy. Ngựa vàng thật chúng ta nó sẽ có những cái vàng xung quanh hết người đó luôn, chứ nó không có nửa như vậy. Đây, để mình cho các bạn xem đấy, những cái vàng nó xung quanh hết người luôn, rất là đẹp thấy chưa. Tiếp đến chúng ta có một chú báo đốm với rất là nhiều cái đốm chấm chấm trên người luôn này. Sở hữu một cặp chân khá là ngắn, dùng để thuận tiện cho việc leo cây. Đấy, loài báo được chia ra rất nhiều loại nha các bạn. Báo chân ngắn rồi lấy cây, báo chân dài là chạy rất là nhanh. Đấy, để mình cho các bạn xem ví dụ về con báo chân dài, báo châu Phi nha. Chân rất là dài, dùng để chạy săn bắt những con linh dương, những con hu các bạn, rất là nhanh luôn. Chú rùa biển khổng lồ. Wow, nhìn cái mài của nó cứng chưa kìa các bạn. Nó rất là chắc chắn luôn, cầm rất là nặng luôn. Không biết được làm bằng gì đây mà lại khá là nặng các bạn. Wow, mô hình khá là to lớn luôn. Nó có những cái lằn từ cái người đó kìa, đẹp thật sự luôn ấy. Wow, to lớn chưa kìa. Chúng ta có một chú rùa núi không liên quan gì con rùa biển luôn, rất là lạ đấy chưa, thấy chưa, lạ thật sự luôn. Mình có cả mô hình dinosaurus Lego đấy các bạn. Để chúng ta có mô hình dinosaurus mô hình thật, bây giờ chúng ta có mô hình dinosaurus Lego màu hồng, rất là lạ để thương luôn. Và nó có cái lớp vảy cho những người này, làm rất là đẹp chưa, thấy chưa. Vậy để mình mở nó ra, hầu mở được cả vảy nó ra luôn này, mô hình Lego lắp ráp được luôn, rất là thú vị luôn. Mình gắn nó vô lại rồi đấy, như mới liền. Wow, nó đang săn cái con gì ở dưới cái chân đó kìa, to lớn chưa kìa các bạn. Ở đây chúng ta có gì đây, một con Duster, một con cá răng phiến khổng lồ luôn các bạn, với hai cái hàm răng, với hai chiếc răng thôi nhưng mà lại có những cái cú cắn rất là uy lực để chuyên săn bắt những con Megalodon khổng lồ. Kẻ thù của Megalodon là đây đó các bạn. Wow, sở hữu cái cặp đầu rất là cứng luôn, cái đầu nó được làm bằng sắt nên rất là cứng luôn nha. Nó gõ kim cốt cốt luôn thấy chưa, làm rất là đẹp luôn. Mình bắt được một con hổ vằn các bạn ạ. Wow, chú hổ vằn của chúng ta đây, mô hình khá là đẹp luôn, làm chi tiết cả con mắt luôn kìa. Đấy, được sơn những cái lớp màu đen lên cái vằn màu đen, rất là xấu luôn, không có đẹp luôn. Nãy giờ vằn của chú hổ đẹp lắm chứ không có sơn ẩu như vậy đâu, rất là xấu luôn. Đây mình sẽ cho các bạn con hổ chúng ta đó, những cái vằn trên người đó kìa, đẹp cực kỳ luôn nha. Herizinosaurus, khủng long ăn cỏ các bạn ơi. Wow, sợ một bộ vuốt rất là dài, mở miệng được luôn này, miệng nó có những cái răng rất là sắc bén luôn. Wow, các bạn nhìn cái bộ móng vuốt của nó đi, rất là dài và nhọn luôn này đó. Gầm gừ luôn kìa, đã chưa. Bộ móng vuốt sợ nó là nó có cả cơ bắp tay đó luôn các bạn thấy cái bắp tay nó cứng chưa kìa. Wow, móng vuốt rất là nhọn luôn, để dùng để tấn công hoặc là phòng thủ hay những con khủng long ăn thịt khác các bạn. Con này rất là mạnh luôn. Đây để mình cho các bạn coi. Đấy, nó đánh nhau với con cá sấu và con rắn khổng lồ kìa. Wow, hoài còn nó lao vào, nó dùng một vuốt nó nghiêm chặt con cá sấu lại luôn rồi. Đấy, chú cá sấu của chúng ta đây bị theo Dino đánh này đó. Đây là một con Dino siêu chết, cá sấu thời tiền sử khổng lồ luôn, sở hữu những cái răng rất là dài và nhọn luôn các bạn ơi. Wow, nhìn đã chưa kìa, nhìn cái lớp vảy trên người đó kìa, chạy dài từ người xuống cái đuôi luôn, rất là dày luôn các bạn. Có vẻ như đây là một cái bộ giáp phải nói là khó phải xuyên qua đây các bạn, rất là cứng luôn, răng rất là bén luôn này, bây giờ cắn rất là đau. Đang lặng lặng bơi trong cái làn nước kìa các bạn. Bơi rất là chậm luôn.
ở đây có bị gì đây? Ankylosaurus. Wow, một con khủng long sở hữu một cái lớp giáp rất là dày và rất là nhiều gai nhọn nhô ra luôn. Wow, các bạn nhìn đi, nhìn rất là đẹp luôn. Thấy chưa, mô hình được làm một màu hồng nước hồng tím rất là đẹp luôn. Wow, cái đuôi của này. Con này nó có vũ khí là cái đuôi của nó các bạn. Được trang bị một cái lớp này, một cái lớp cuộn tạ một chì gì đó rất là cứng luôn. Đấy, đẹp thật sự luôn ấy chứ, con khủng long nó quá là đẹp luôn. Khi mà nó được sở hữu một cái lớp giáp mà phòng thủ tuyệt đối luôn, không nơi nào có thể tấn công được luôn. Ồ, các bạn nó vừa gai nó nhọn chưa kìa, nó đang nhô ra kìa. Đấy, giáp như vậy thì sao không khủng long nào mà dám đụng luôn. Có gì đây, một chú sói các bạn ạ. Ồ, mô hình sói khá là đáng yêu luôn, khá là nhỏ nhắn luôn này. Ủa, nó được sơn một cái lớp rêu lên rất là lạ luôn. Wow, và đây chú sói chúng ta đang đi kìa các bạn. Wow, nhìn như một con chó hết kỳ mà chúng ta thường thấy, nhưng mà chó hết kỳ được like từ giờ chó sói nha. Đấy, đây mới là chính của chó sói, rất là đẹp luôn. Giganosaurus. Wow, đây là đối thủ của con T-Rex rồi các bạn. Nhìn như một con T-Rex mà là sở hữu cái lớp gai chảy dài từ cái cạo đầu xuống cái đuôi rất là lạ luôn, với cái lực cắn của nó là khủng khiếp hơn cả T-Rex luôn các bạn, rất là mạnh mẽ luôn nha. Mô hình đỏ rực luôn, con mắt đỏ rực luôn kìa. Các bạn thấy giờ to chưa kìa các bạn? Nhìn như con T-Rex chưa? Giống con T-Rex đâu. Lại sở hữu cái làn da trên cái lưng thôi, rất là lạ thôi. Một chú nai sở hữu một cặp gạc rất là to lớn. Có vẻ như đây là nai sừng lá đây mà. Khu sừng lá chứ. Wow, cái gạc của nó đã chưa kìa các bạn. Đẹp thật sự luôn ấy. Cặp gạc cong vuốt với những cái sừng nó nhô ra từ mọi phía kìa. Wow, con này sừng lá đó, cái cặp gạc của nó phình ra như một chiếc lá khổng lồ trên cái đầu của nó bạn, rất là đẹp luôn nha. Wow, bộ hình voi khổng lồ sở hữu cặp ngà trắng vuốt luôn. Wow, cái mũi nó dài chưa kìa, cái phần vòi của nó rất là dài luôn, đang nhô lên kìa, màu xám rất là đẹp luôn. Cái tai của nó màu đen, nhìn có vẻ sơ xấu một tí nhưng mà không sao. Nó đang bước đi kìa các bạn, to chưa kìa. Trời ơi, một thảo nguyên rộng lớn chỉ có một mình chú voi, rất là buồn luôn. Mô hình dê núi khổng lồ. Wow, mô hình dê núi được sơn một cái màu rất là đẹp luôn này. Đấy, cặp sừng của nó nhô cao chưa kìa các bạn. Rất là to lớn luôn. Wow, có vẻ như nó bị những cái nét làm sao. Ui, không sao. Mô hình được làm bằng chất liệu khá cứng nên gớt cũng không sao các bạn ạ, rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy giờ hai cái sừng nó dài lắm đây, mình cho các bạn ngồi chú dê nè. Wow, cái sừng nó dài chưa kìa các bạn. Đấy, nhìn đã thật sự luôn. Trời, nó to quá trời to luôn. Triceratops. Wow, chú khủng long sở hữu một cái sừng, ba cái sừng rất là to luôn. Đây là một con tam giác long nha các bạn, rất là bự luôn nè. Bây giờ đã chưa kìa. Wow, mô hình được làm bằng dạ quang khá là đẹp luôn. Đang bước đi rất là nhanh kìa, chạy cực kỳ nhanh luôn. Đã chưa? Chạy rất là nhanh nha. Megalodon. Wow, đây là một loài cá mập thời tiền sử khổng lồ, đối thủ của Dictylus chúng ta nãy đây. Wow, rất là đẹp. Răng của nó kìa, trắng buốt luôn mà rất là nhiều cái rất sắc nhọn luôn chứ không phải là nhiều đâu các bạn. Thấy những con cá mập này nó có một cái đặc điểm là nó tự thay răng rất là hay luôn nha. Khi mà những cái răng nó bị hư là nó sẽ thay nguyên cái hộ hàm răng mới luôn, rất là hay luôn. Bị cắn rất là cứng kìa. Đạp đạp rồi này nọ rất là hay nè. Và chúng ta có một con cá mập trắng đang bơi trong cái làn nước khổng lồ. Wow, có vẻ như đây là cái hồ khổng lồ dành cho con cá mập trắng đây rồi các bạn, rất là to luôn. Velociraptor các bạn. Wow, bộ hình Velociraptor rất là đẹp luôn, sở hữu một cái làn xanh từ con mắt tới tận đuôi luôn các bạn. Đấy, ai xem phim sẽ biết được chú khủng long này rất là quen thuộc luôn, là bạn của một cái nhân vật chính rất là đã luôn. Nhìn nó thông minh chưa kìa các bạn. Miệng nó há rất là to nha, cánh tay nó dài dài mà sao nó bị khuynh lại nhìn kỳ kỳ thế nhờ. Ấy mà không sao, mô hình vẫn rất là đẹp và chi tiết luôn. Miệng mở rộng chưa kìa các bạn. Ê,
đấy, và chúng ta sẽ có chú Velociraptor chúng ta đây. Đấy, chạy đi rồi các bạn. Đây, đã chưa, nhìn nó to chưa kìa. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, mô hình Triceratops khổng lồ. Hồi nãy chúng ta chỉ có mô hình dạ quang thôi, mà bây giờ chúng ta có cả một cái mô hình khủng chung tam giác lòng khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, nhìn cái sừng của nó nhọn chưa kìa các bạn, nhìn những cái nét u ngắm cái nút trên cái lưng của nó mà nó giật cái đầu lên này. Đấy, nó có những cái viên pin ở dưới nha, khi mình bấm là nó sẽ kêu các bạn, nhưng có vẻ như mô hình này nó chưa được gắn pin. Oh, cặp sừng của nó các bạn nhìn đã chưa? Đó, nhìn những cái chi tiết trên người đó này, làm rất là nét luôn, được dựa trên những con Triceratops thật luôn, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, mình cứ bấm lên mà nó gật cái đầu rất là hay luôn này. Đó, mình mới thể tự bẻ đầu được luôn nha. Đang bước đi nhìn giống giờ các bạn nhìn thấy y hệt luôn, không khác gì luôn, chỉ có khác cái sừng nó màu trắng thôi. Dilophosaurus, wow, chú khủng long hài mang này, mô hình khổng lồ luôn, bự cực kỳ luôn các bạn ơi. Bóp được luôn này, có vẻ bên trong nó khá là rộng các bạn, rất là đẹp luôn nha. Wow, nó kìa, đã chưa kìa. Con khủng long này khi mà nó gặp những cái con khủng long lớn hơn, nó sẽ phình hai cái màng của nó ra các bạn. Đó, để nó trông lớn hơn mấy con khủng long đó luôn. Đó, nó sẽ bỏ chạy, còn nếu mà gặp đối thủ nhỏ hơn nó sẽ phình ra mà nó lao vào nó cắn ngay liền, rất là thông minh luôn. Cái làn da của nó màu xanh lè luôn kìa. Chạy rất là nhanh. Nó đang ẩn nấp trong cái lùm cây kìa các bạn. Wow, nhìn có vẻ khá là nguy hiểm nha bạn. Chúng ta có gì ở đây đây? Indominus Rex mô hình Lego. Wow, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Răng của nó kìa, sắc bén chưa kìa các bạn. Có những cái gai trên cái người, trên đường trải dài từ đầu xuống cái đuôi luôn. Một chú khủng long nó là rất là đẹp luôn. Đây là quái vật trên đầu đó là luôn. Đấy, được lai gen từ những con Canodolus, Tyrannosaurus, là cái Velociraptor luôn các bạn. Vừa có gai, vừa có sức mạnh, mà vừa có trí thông minh luôn. Các bạn nhìn nó hầm hố chưa kìa. Ui, nhìn nó ghê thật sự luôn. Nó đang ăn con Canodolus kìa các bạn. Đây là một T-Rex mô hình Tyrannosaurus khủng long bạo chúa, màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, nhìn cái răng của nó kìa, đã chưa kìa. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Màu đỏ được sơn với lớp màu đỏ đen rất là lạ luôn, có vẻ như con mắt của nó không thấy được các bạn, làm thiếu con mắt rồi. Đấy, cái cơ bắp chân của nó phát triển cơ chưa kìa, có vẻ chạy rất là nhanh đây mà. Đang đứng rồi các bạn nhìn đó. Cái màu xanh này có vẻ như nó dễ ẩn mình trong những cái lùm cây mà không thể nào con vật nào biết được luôn, rất là hay luôn. Chỗ này chúng ta có mô hình lạc đà hai bú các bạn ơi. Chú lạc đà hai bú của chúng ta này đấy, sở hữu những cái bú rất là to luôn, dùng để trữ một cái lượng nước khổng lồ để băng qua những cái sa mạc. Nó có thể đi 1-2 ngày mà không cần uống nước luôn. Nó còn cá hay, nó có thể ăn cả xương rồng luôn, trong xương rồng nó lại có nước các bạn, rất là lạ luôn, thấy không? Mô hình rất là chân thật luôn, nhìn cái màu sắc trên người của nó kìa, rất là đẹp luôn à. Wow, rất là to luôn. Đang đứng trong cái sở thú với rất là nhiều người tham quan luôn kìa các bạn. Có vẻ đây là linh vật của cái sở thú này rồi. Amagasaurus. Wow, cục khủng long sở hữu rất là nhiều cái lần gai trên cái đầu, từ cái cổ trở xuống luôn. Những cái sẹo trên người đó làm rất là chân thật luôn nha. Wow, làm cái phần đầu của nó kìa, rất là nhiều gai luôn. Nhìn đã chưa kìa các bạn. Có vẻ như nó không có lớp vảy, nhưng mà cái gai của nó đâm rất là nhiều luôn kìa, nhọn quắc luôn. Ở đâu ra một con gấu trúc con, nó nằm kế bên mình nè các bạn. Chú gấu trúc mô hình được chơi khá là đáng yêu luôn. Sành trắng nào đen rất là đẹp luôn. Con mắt nó đâu mình không thấy được, bây giờ con mắt nó bị ẩm luôn, nó sâu màu đen rồi sao ấy, khó nhìn thật sự luôn. Mô hình khá là nhỏ luôn. Lạ chưa kìa các bạn. Đang chạy rất là nhanh luôn. Chạy cực kỳ nhanh luôn kìa. Gì đây? Một con Pentaceratops, một con khủng long được khuôn mặt hình chữ nhật, rất là đẹp luôn. Ba cái sừng nhọn quắc luôn các bạn. Cái sừng nó rất là dài luôn nha bạn, nhọn quắc luôn kìa. Mô hình khá là nhỏ luôn mà lại làm những cái chi tiết rất là hay luôn.
cái phần khuôn mặt đằng sau nó có hình chữ nhật dài lắm các bạn, nó không có ngắn vậy đâu. Mô hình này làm chưa tới đâu, sừng nhọn chưa kìa các bạn. Còn cái miệng của nó như là cái mỏ con đại bàng khổng lồ ấy. Đấy, các bạn thấy chưa, cái phần đầu sau nó sẽ nhô lên rất là cao luôn, cao cực kỳ luôn, chứ không phải nó thấp như vậy đâu. Đó, anh kilo sâu rồi, đây là khủng long nhô rất là nhiều gai trên người luôn. Wow, mô hình thật là đẹp luôn. Những cái gai nó nhô ra kìa các bạn, nhộn quắc luôn kìa. Wow, vậy những cái gai này làm hơi lố thì những gai trên phần lưng nó rất ít. Đấy, gai nhọn nó sẽ đâm ra hai bên hông rất là lạ luôn. Còn trên lưng nó sẽ có những cái gai nhỏ nhỏ thôi, như một con tê tê đó các bạn. Brachiosaurus, wow, khủng long cổ dài, mô hình màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, mô hình đây này, bây giờ những cái lớp xám xám bạc bạc lên nhìn rất là lạ luôn, thấy chưa. Đó, wow, nó đẹp thật sự luôn, không biết nói gì luôn. Đây, một loại khủng long nặng tới 20 đến 30 tấn là cực kỳ nặng luôn và to lớn luôn. Nó to chưa kìa, thấy chưa, nó đang đứng gần bằng cả cái cây đằng sau luôn kìa. Styracosaurus, wow, mô hình này có thể có bấm cái đuôi và nó giật cái cổ lại rất là hay nè các bạn. Nó có một cái khớp nghe cái đuôi của nó, chỉ cần bấm vào là cái cổ nó sẽ giật theo rất là hay luôn. Đó, wow, cái sừng nó được làm rất là nhẹ luôn, có vẻ như chất liệu được làm bằng cao su hay gì đó, mình vẽ được luôn này, không sợ thay hư luôn. Các bạn thấy chưa, chú Styraco chúng ta đang đi kìa. Wow, đi rất là chậm chạp luôn. Mô hình một chú tinh tinh khổng lồ gorilla. Wow, nó đang vỗ ngực kìa các bạn. Được sao, cái lồng nó được cái lớp màu rất là trắng luôn các bạn, đẹp thật sự luôn các bạn. Đây, và trong video chúng ta là một chú khỉ đen thôi. Đấy, đang chạy rất là nhanh khỏi cái khu sở thú luôn. Dinonychus, wow, chú khủng long khá là nhỏ luôn các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn thấy chưa, nó sở một cái lớp lông vũ ngay từ cái cánh tay của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, mình sẽ cho các bạn coi Dinonychus chúng ta rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy chưa, chạy rất là nhanh là sở một cái lớp lông vũ. Mà nó sở lông vũ để làm gì, trong khi nó không thể bay được nè. Cũng không biết cái cơ chế của cái con khủng long này nữa. Đấy, mô hình sư tử, ta sư rất là nhẹ luôn. Wow, các bạn nhìn thấy chưa, cái bờm của nó nhìn rất là đẹp luôn này. Cặp mắt đó kìa, wow, đang nằm nghỉ dưỡng chứ các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Một Masiakasaurus, wow, chú khủng long có cái nút bấm này rất là thích luôn này. Bấm mà nó sẽ gập cái đầu xuống rất là hay luôn, như một cái khớp đó các bạn, rất là đẹp luôn này. Mở miệng được luôn kìa, hay chưa. Lúc đó để gật cái đầu xuống, wow, có vẻ như này, ui, đằng sau có vẻ như những con khủng long nó đang đánh nhau hay gì rồi, nên con này nó không quan tâm luôn kìa. Wow, mô hình Amagasaurus khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, có rất là nhiều cái gai xung quanh luôn kìa, nhô ra kìa, hình đã thật sự luôn. Đang chạy rất là nhanh luôn trong cái công viên khủng long khổng lồ luôn. Wow, nó bự gần, nó bự bằng con Amagasaurus luôn rồi. Dilophosaurus, khủng long hai mạng khổng lồ với hai mạng phình ra này, há rất là to luôn. Nhìn kìa, hai cái mạng nó sẽ phình ra khi mà nó gặp những con khủng long lớn hơn nha. Đó, các bạn thấy chưa, chạy rất là nhanh luôn. Styracosaurus khá là nhỏ luôn, phiên bản này rất là nhỏ luôn các bạn ơi. Wow, một chú khủng long năm sừng luôn, không biết tại sao gọi là năm sừng, nhưng khi mình chỉ thấy một cái sừng ở phần trước mặt nó thôi. Đấy, các bạn thấy giờ rất là nhiều cái sừng đằng sau cái cổ nó luôn kìa, cái khuôn mặt luôn. Wow, nó có hai cái chấm gì ở cái phần đó không biết gọi là gì nữa. Mosasaurus, wow, nhìn khá là dễ thương luôn các bạn, rất là nhỏ luôn này, bấm cái nút nó gần cái cầu rất hay luôn. Mình không cái nút bấm bây giờ thì mình bấm vô là cái cổ nó bị nó há ra, nhìn rất là vui luôn các bạn, mô hình khá là dễ thương luôn này. Đó, gặp gư này, wow, nó phát sáng ở dưới cái làn nước kìa các bạn, wow, sáng rực luôn. Wow, mô hình tê giác hai sừng các bạn ơi. Wow, mô hình một sừng một cái lớp màu xanh, đây là tê giác xanh nha các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, nó đang cầm gươm đánh nhau với con hà mã kìa. Wow, có vẻ như cái tê giác này không thể nào đối thủ con hà mã khổng lồ như vậy rồi. Parasaurus, wow, con khủng long thuộc hàng loài chim màu gần với cái phần màu gà nô ra phía sau trên cầu nó rất là đẹp luôn. Wow, nhìn màu sắc của nó đẹp chứ kìa, quả đó đang ăn những cái lá cây các bạn, là rất là hay luôn.
Wow, nhìn cái dáng đi kìa, rất là đẹp luôn kìa. Chúng ta có một con Indoraptor mô hình Lego. Mô hình Lego Indoraptor chúng ta có luôn nha. Đó, rồi thấy chưa? Mắt có đỏ rực kìa kìa. Rồi, mở miệng cả khớp miệng rồi, hay chưa? Nó đang trong tư thế săn mồi các bạn, hoặc là đang trong tư thế đánh nhau các bạn. Nhìn cái dáng bò là biết ngay. Tyrannosaurus T-Rex màu chứ khủng long T-Rex. Chúng ta đây khủng long bảo chú. Ủa, cái miệng nó bị lệch rồi các bạn. Có vẻ cái miệng nó bị lệch mất tiêu rồi. Không sao vậy, vẫn rất là ngầu đấy giờ. Đang đi kìa các bạn. Đằng sau mình thấy con Indoraptor nó đang săn con Carnotaurus kìa. Pachycephalosaurus. Chú khủng long sở hữu cái đầu rất là cứng luôn. Đây là khủng long thuộc bộ sọ cứng nha các bạn. Nó dùng đầu nó hút nhau để nó thể huy cái sức mạnh của nó. Nó đang đi trong cái khu rừng. Các bạn thấy cái phần đầu nó nhô lên một cái cục gì không? Nhìn như cái hộp sọ nó bị nhô lên ấy. Rất là lạ luôn. Dimetrodon, wow. Là thằng lằn đập lầy khổng lồ luôn. Với những cái bay lưng của nó kìa. Các bạn nhìn cái bay lưng của nó kìa. Đẹp chưa kìa. Mình có cả mô hình Mosasaurus màu đen Lego luôn này các bạn. Mở miệng ra được đây, được chưa? Mọi người muốn cái bay máy chèo rất là lạ luôn. Đang bơi trong cái làn nước yên ắng luôn, thấy chưa? Nó phát sáng nhìn rất là đẹp luôn nha. Một chú khủng long T-Rex khổng lồ. Con này con bấm cái đuôi và nó cái miệng nó há há này rất là hay luôn nè. Cái nút bấm này chơi là con mắt nó sẽ giật xuống nhìn rất là lạ luôn. Nhìn mặt nó vàng chưa kìa các bạn ơi. Mình bấm cái nút mà mặt nó vàng cực kỳ luôn nha. Cắn cho nó cắn như con này là nó. Nó gầm kìa các bạn ơi. Rất là to luôn. Một chú hà mã với cái miệng há rất là to luôn. Ôi chà, nó rớt là không sao. Mô hình rất là cứng, không bể gì đâu, không bể gì đâu. Đang ở chung với con rùa khổng lồ kìa các bạn ơi. Đang nằm nghỉ ngơi với nó. Rất là nhiều cái món đồ chơi luôn này. Nhiều thật sự luôn.